Rồi chào cả nhà, hôm nay mình sẽ cho anh em mình xem cái độ đậm đặc sánh mịn của cái thằng Z10 nha. Anh em mình nhỏ cho con gà là hít liền nha, nhỏ vô là bảo đảm anh em mình sáng nhỏ chiều mặt đỏ ao lên liền. Đây cái độ sánh mịn cực kỳ tuyệt vời nha. Anh em mình áp dụng chế độ 4 ngày đi thi nha, kết hợp với thằng C35. Nhưng ở đây thằng C35 thì không có gì thay đổi, nhưng ở đây cái thằng Z10 của mình nha đã được nâng cấp cái độ sánh mịn như thế này nè. Anh em mình xem thử nha. Đó, cái màu đen huyền thoại nha. Bảo đảm thì anh em nào mà sở hữu và trải nghiệm rồi thì không thể bỏ qua được cái thằng này nữa đâu nha. Rồi thì sẵn ở đây mình cũng chia sẻ lại cái công dụng của thằng này kết hợp với thằng C35 nha. Là tăng bo tải cựa lì đòn lướt ói giúp gà mau hừng nước máu nha. Và đồng thời nó hỗ trợ trị loãng loãng mặt tái ốm trong teo lường, đặc biệt là những em gà mới hết bệnh thì mình hỗ trợ nhỏ vô 1-2 giọt cho con gà mình là lập tức nó lấy lại cái phong độ sung túc liền tức khắc cho anh em mình nha. Và đồng thời mình cũng nhắc lại cái chế độ sử dụng 4 ngày để đi thi nha, giúp cho anh em mình nắm vững lại một lần nữa. Có một số anh em thì nghe không kịp hoặc là bỏ qua cái công đoạn này nha. Thì ngày đầu tiên anh em mình nhỏ Z10 6 giọt, ngày thứ hai anh em mình chích thằng C35 0.6C nha. Ngày thứ ba anh em mình tiếp tục nhỏ Z10 lại 6 giọt. Và ngày thứ tư anh em mình chích thằng C35 là cái chai đỏ đỏ này nha anh em. Đó là chích thằng C35 lại 0.6C nữa là cỡ 2 tiếng đồng hồ là đi thi ok. Nhưng mèo nhất cũng phải là 1 tiếng đồng hồ nha anh, nếu anh em mình gấp. Đồng thời anh em mình lưu ý một điều nữa nha, tất cả anh em mình nhỏ và chích thuốc đều là ở buổi sáng nha. Rồi tới đây hãy cảm ơn cả nhà đã theo dõi video, chúc anh em nuôi gà kéo lúa thành công.